Thưa quý vị, Sở Y tế Bình Định vừa phát đi văn bản khẩn gửi đến các bệnh viện, Sở Y tế, Trung tâm Y tế và các phòng khám đa khoa trên địa bàn về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh cúm AH1-PTM. Theo Sở Y tế Bình Định, tính đến ngày 20 tháng 11, địa bàn tỉnh này đã ghi nhận 842 trường hợp mắc các bệnh cúm tổng hợp. Trong 22 trường hợp viêm phổi nặng được xét nghiệm sàng lọc, có 9 trường hợp dương tính với cúm AH1-PTM, trong đó có 4 ca tử vong. Trước tình trạng trên, Cục Y tế Dự phòng cũng đã có những khuyến cáo người dân về các biện pháp ngăn chặn cúm AH1-PTM này. Trong chuyên mục nhận định ngày hôm nay, chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 1 Đặng Thị Thục Nghi, Bệnh viện Thống Nhất để lắng nghe những khuyến nghị của bác sĩ về loại virus cúm này. Thưa bác sĩ, mới đây Sở Y tế Bình Định đã phát đi văn bản khẩn thông tin đến ngày 20 tháng 11 đã ghi nhận 9 ca bệnh rải rác ở nhiều địa phương trên địa bàn mắc cúm AH1-PTM. Trong đó có 4 ca tử vong. Xin bác sĩ cho biết thông tin về loại virus cúm AH1-PTM này. Loại virus này thường xuất hiện ở đâu và nguy cơ lây lan trong cộng đồng ra sao ạ? Cúm AH1N1 là bệnh truyền nhiễm đường hô hấp do virus cúm AH1N1 gây ra. Virus này thì nó tồn tại khá lâu ngoài môi trường, có thể từ 24 đến 48 giờ trên các bề mặt như là bàn, ghế, tủ quần áo. Đặc biệt là nó tồn tại lâu hơn trong môi trường nước, đến 4 ngày ở nhiệt độ 22 độ C. Vì vậy là ở các điểm bơi công cộng thì có thể gây ra sự lây lan mạnh mẽ hơn, đặc biệt là vào những ngày mùa mưa thiếu ánh nắng mặt trời để tiêu diệt virus. Tuy nhiên thì virus cũng dễ dàng bị tiêu diệt bởi các dung dịch sát khuẩn như là cồn, chloramine. Về nguyên nhân gây ra lây truyền bệnh cúm AH1N1 thì người bệnh có thể lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với giọt bắn đường hô hấp từ người đang bị bệnh, hoặc là tiếp xúc gián tiếp với các bề mặt có chứa virus như là bề mặt bàn ghế, quần áo, các vật dụng cá nhân. Một người nhiễm bệnh thì có thể lây truyền virus cho người khác trong vòng 7 ngày. Sức lây lan của virus cũng khá là mạnh, nên là nó có thể lây truyền mạnh mẽ ở những nơi đông người, những nơi công cộng như là công viên, khu vui chơi, lễ hội. Những đối tượng nào sẽ mắc bệnh cúm AH1-PTM nhất? Và khi không may mắc bệnh thì bệnh nhân thường có những biểu hiện như thế nào ạ? Triệu chứng của bệnh nhiễm AH1N1 thì cũng không khác biệt nhiều so với các bệnh cúm thông thường khác. Tuy nhiên có một số đặc trưng hơn, cụ thể là người bệnh có thể sốt cao đột ngột đi kèm với ớn lạnh, thường sốt trên 38 độ C. Có những triệu chứng không đặc hiệu như là nhức đầu, mệt mỏi, uể oải, đau mỏi cơ, thường là đi kèm với những triệu chứng đường hô hấp như là ho, thường là ho khan, sổ mũi, nghẹt mũi. Đôi khi cũng có những người có triệu chứng đường tiêu hóa như là buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy. Các triệu chứng trên thì thường sẽ thuyên giảm từ 2 đến 5 ngày. Tuy nhiên có một số người lâu hơn, nhưng cũng thường không quá 2 tuần. Các đối tượng nguy cơ dễ bị biến chứng khi nhiễm cúm AH1N1 là trẻ em, phụ nữ có thai, người già, người mắc các bệnh mãn tính. Ở những đối tượng này thì cúm có thể diễn tiến nặng, nguy kịch như là biến chứng siêu hấp cấp, viêm phổi bộ nhiễm, vi trùng, viêm phế quản, viêm xoang, viêm tai giữa. Ở một số người có bệnh nền mãn tính thì có thể làm nặng hơn các bệnh lý này, như là những người có hen suyễn, COPD, đái tháo đường, ung thư. Để chủ động phòng ngừa, nhất là vào thời điểm cuối năm có rất nhiều các sự kiện, lễ hội, tập trung đông người, thì người dân cần phải làm gì để tránh lây nhiễm virus cúm AH1-PTM thưa bác sĩ? Để phòng ngừa cúm AH1N1 thì Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện tốt các biện pháp sau đây. Thứ nhất là thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm virus. Thứ hai là thường xuyên lau dọn sạch sẽ các bề mặt mà chúng ta thường xuyên chạm vào như là bàn, ghế, các dụng cụ cá nhân. Những đối tượng có nguy cơ cao dễ gặp biến chứng khi mắc bệnh thì cần chủ động mà tránh tiếp xúc, đeo khẩu trang khi gặp những đối tượng bị mắc cúm hoặc là đang nghi ngờ nhiễm cúm. Chúng ta cũng cần thường xuyên ăn uống, bồi bổ sức khỏe, tập luyện thể dục thể thao hợp lý, chủ động theo dõi sức khỏe, đặc biệt là khi có những triệu chứng nghi ngờ cúm như là sốt cao, ho, khó thở thì cần đến ngay các cơ sở y tế để được chẩn đoán, phát hiện, điều trị và cách ly kịp thời. Và một biện pháp khác rất quan trọng đó là tiêm vaccine phòng ngừa cúm. Đây cũng là một biện pháp dễ thực hiện mà hiệu quả cao.
Những đối tượng cần tiêm vaccine được khuyến cáo là những đối tượng có nguy cơ dễ bị biến chứng nặng khi nhiễm cúm như là người già, trẻ em, thai phụ và những người có bệnh nền mãn tính. Trẻ em thì chỉ từ 6 tháng tuổi trở lên là đã có thể tiêm vaccine phòng ngừa cúm được rồi. Xin cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục nhận định cũng đã hết. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục ý kiến bạn đọc.